Thưa quý vị, sau Hải Dương, Bình Dương và một số tỉnh thành khác thì mới đây, tình trạng dòng chữ có nội dung lạ lại xuất hiện trên bảng LED tại một trường học ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vào tối 28 tháng 11 năm 2023, nhiều người dân ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ vì bảng LED của trường trung học cơ sở Nhân Bình tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn đăng hai dòng chữ này khiến nhiều người dân vô cùng ngạc nhiên. Một cán bộ công an phường Nhân Bình cho biết đã nắm được vụ việc và sẽ trình báo lên cấp trên để làm việc với nhà trường xử lý theo quy định. Liên quan vấn đề này, phóng viên báo Thanh Niên đã liên hệ với bà Tô Thị Thu Hường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quy Nhơn để tìm hiểu thông tin nhưng bà không trả lời. Những thông tin mới nhất sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.